Vâng, xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom kênh Xe Đam Mê, có địa chỉ ở số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương và hotline tư vấn 0935 323333. Và tiếp tục với một mẫu xe mang một cái thiết kế tuyệt đẹp đến từ thương hiệu Mazda Nhật Bản, thì ngày hôm nay bên em mới cập bến thêm một chiếc Mazda 3 phiên bản sedan số tự động máy 1.5 sản xuất năm 2017. Mẫu này thì mang một cái màu xanh Kawasaki phải nói là hút hồn, đúng không ạ? Cái màu xanh này khá là đặc biệt, nó có thể là thay đổi màu sắc tùy theo điều kiện ánh sáng, và khi em quay thì các bác cũng có thể nhận ra cái điều đó. Con này thì đặc biệt một chút là sản xuất cuối 2017, nó đã lên cái phiên bản ở đời 2018, đó là một phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời của dòng Mazda 3 này. Vậy thì với những tính năng được nâng cấp cũng như là những cái chi tiết thay đổi bên ngoài, ngoại thất và một cái mức giá ngày hôm nay dành cho chiếc xe tuyệt đẹp đang có mặt tại showroom bên em chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng, có nghĩa là chỉ hơn một chiếc i10 mới một chút xíu thôi. Vậy thì nó có xứng đáng số tiền trên hay không, và các bác có nên mua chiếc xe này hay không, thì xin mời các anh chị hãy cùng em đi vào đánh giá chi tiết của chiếc Mazda 3 2017 bản facelift này để có câu trả lời chính xác nhất cũng như là thấy được những giá trị mà chiếc xe này nó mang lại. Trong một khúc bảng C có thể nói Mazda 3 gần như là chiếc sedan có thiết kế đẹp mắt nhất, đúng không ạ? Và nó rất là hài hòa từ đằng trước ra đằng sau. Ngay từ mặt ca lăng của chiếc xe thì các bác cũng có thể để ý là với ngôn ngữ thiết kế Kodo thể thao thì nó mang tới một cái diện mạo khá là trẻ trung, năng động và hiện đại, với một cái thanh nẹp chrome kết hợp với những cái nan màu đen đấy, giúp cho cái phần đầu khi mà chúng ta nhìn trực diện như này đấy, nó khá là mượt mà. Ở cái trên phiên bản facelift thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha có một chút thay đổi so với thế hệ trước, thì các anh chị có thể để ý là nó có thêm một cái giải đèn như này ở bên hông. Và các bác có thể thấy, vâng, một chiếc xe 2017 nhưng mà đến bây giờ hệ thống đèn pha, vâng, cặp mắt của chiếc xe nó vẫn còn trong vắt như pha lê vậy, đúng không ạ? Đó, và chúng ta để ý thêm một cái điều nữa, đó là những khe kẽ này nó đều và nó thẳng, nó không có khe hở, thì điều đó sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không hề bị đâm đụng hay bị va chạm, hay kể cả cái lắp capo khi mà em quay nghiêng như thế này để các anh chị có thể thấy những đường gân dập nổi trên thân xe nó đều và nó thẳng. Đấy, điều đó cũng sẽ chứng tỏ chiếc xe nó không bị đâm đụng hay bị va chạm. Đây là một cái kinh nghiệm để cho các bác chúng ta có thể vận dụng khi mà các anh chị đi mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng, các anh chị nhé. Xi nhan thì nó sẽ chuyển xuống khu vực dưới này, và một cái đèn gầm là đèn halogen nhỏ nhưng mang tới cái hiệu khả năng chiếu sáng khá là tốt. Và chúng ta có thể đi ngay sang bên phía hệ thống đèn pha bên lái để thấy cái chất lượng hiện tại của xe nó ra làm sao. Đấy, các bác thấy là bóng đèn bi này. Đấy, vâng, trong vắt như pha lê luôn, đúng không ạ? Vâng, phải nói là chiếc xe này được chủ nhân đi rất cẩn thận và giữ gìn nên nó mới giữ được chất lượng như vậy. Vậy thì khi chúng ta nhìn ngang sang phía bên hông của chiếc Mazda 3, một thiết kế nó rất là mượt mà, đúng không ạ? Những đường nét từ nắp capo cho đến phần đuôi xe, nó sử dụng những cái đường gân dập nổi, nó hài hòa. Phải nói rằng không quá khi đây có thể coi là một cái mẫu xe đẹp nhất trong khu vực C hiện nay. Chiếc xe này đang được trang bị la răng đa chấu 4 phanh đĩa, và chủ nhân thì đang sơn cái la răng này với hai tông màu đỏ và đen, nhìn trông khá là thể thao. Các bác có thể lưu ý một điều là khác với những mẫu xe Nhật, xe Hàn hiện nay đấy, thì chiếc Mazda 3 thì nó lại được trong khu vực C thì nó lại được trang bị lốp là lốp dày, lốp béo. Đấy, nó không phải là lốp thể thao như là dòng Elantra hay là Seato. Điều này là sẽ giúp chiếc xe nó tăng cái khả năng vận hành, nó êm ái. Đấy, nó không bị sóc như là những dòng xe của Hàn, các bạn nhớ. Và tiếp tục chúng ta có thể nhìn ở trên gương chiếu hậu, ở cái đời này phiên bản facelift thì cái đèn xi nhan tích hợp trên gương nó đã chuyển thành một cái giải đèn LED mảnh rồi. Đấy, nó không còn là một cái đèn nhỏ ở góc gương như này ở thế hệ cũ, đúng không ạ? Và chiếc xe được trang bị cảm biến khóa mở cửa trên tay nắm. Và thêm một cái điều nữa, các anh chị có thể thấy là ở trên kính, chân kính, vâng, viền kính xung quanh thì cũng đã được ốp những cái thanh nẹp chrome. Đấy, điều này thì nó sẽ tạo cái điểm nhấn ở phía khi mà chúng ta nhìn ngang chiếc xe như này. Đó, rất đẹp, và nó làm cho chiếc xe nó sang lên khá là nhiều. Và khi chúng ta đi về phần đuôi của chiếc Mazda 3 2017 này thì chúng ta sẽ thấy là mẫu xe này cũng đã được trang bị đuôi cánh gió này. Đấy, một cái lip cản thể thao, thì đây là cái chi tiết chủ nhân cũ đã nâng cấp lên các bác nhé. Và cái phần đèn hậu của chiếc xe
nó cũng thiết kế rất là mượt mà, loan nhập, và nó tạo một cái sự kết nối giữa phần thân xe cũng như là phần đuôi của chiếc Mazda 3. Đấy, nên các anh chị thấy là dù bất kỳ góc cạnh nào thì chiếc Mazda 3 này nó cũng mang tới cho chúng ta một cái nhìn rất đẹp mắt, đúng không ạ? Về tình trạng xe thì tất cả những sản phẩm mà kênh xe đam mê bán ra thì quý anh chị cũng đã biết rồi. Bên em đều cam kết về chất lượng, xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và hồ sơ pháp lý là đầy đủ cho quý anh chị chúng ta có thể dễ dàng sang tên đổi chủ một cách nhanh nhất. Đấy, lỗi hoàn xe trả tiền các anh chị nhá. Đấy, khẳng định chất lượng sản phẩm mà bên em đang bán ra. Vậy thì có thể đánh giá được cái ngoại thất của xe này hiện tại cũng đang ở trong một tình trạng khá hoàn hảo khi không xuất hiện nhiều những vết xước. Đấy, và cũng có không bị mất form dáng hay là những cái đường nét nó còn liền lạc. Đấy, vâng, vậy thì để tiếp tục chúng ta hãy cùng đi vào không gian nội thất để xem hiện trạng của nó ra sao các anh chị nhá. Vâng, và bây giờ thì quý anh chị có thể cùng em đi vào khám phá không gian nội thất của chiếc Mazda 3 2017 bản facelift này. So với thế hệ cũ thì cái điều nổi bật nhất ở trên phiên bản facelift đó là sự xuất hiện của phanh tay điện tử các anh chị nhá. Đấy, và chiếc xe này thì các bác thấy là đã bỏ cái phanh tay cơ rồi mà nó đã chuyển lên thành phanh tay điện tử. Có thể nói Mazda 3 là cái dòng xe duy nhất trong các bảng C hiện nay được trang bị phanh tay điện tử. Đấy, chế độ lái sport thể thao. Đấy, và thêm một cái tính năng nữa mà chỉ xuất hiện trên đời bản facelift này đó là cái ga tự động cruise control tích hợp trên vô lăng. Đấy, vô lăng thiết kế mới với tính năng ga tự động các anh chị ạ. Đó là một cái tính năng rất là hữu ích khi mà quý anh chị chúng ta chạy ở trên đường cao tốc, các bác chỉ cần cài đặt tốc độ thôi là xe nó sẽ tự động nó chạy, nó không cần phải đạp ga. Điều này sẽ giúp chiếc xe nó vận hành tiết kiệm nhiên liệu cũng như là các anh chị không bị quá tốc độ. Một tính năng phải nói là rất hữu ích, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là trên vô lăng xuất hiện nghe thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng, gẩy số vô lăng, đề nổ start stop, đèn auto và gạt mưa auto. Khá là nhiều những tính năng, đúng không ạ? Mẫu xe này còn được trang bị cân bằng điện tử này, chống trơn chống trượt, chế độ i-stop, có nghĩa là dừng đỗ 3 giây thì chiếc xe này nó sẽ tự động ngắt động cơ. Đấy, để cho các bác tiết kiệm nhiên liệu, một cái tính năng mà chỉ có trên những dòng xe của Mazda. Và các anh chị có thể nhìn ngay kể cả những cái ô cửa gió. Và đây đặc biệt là da các anh chị nhá. Đấy, da mềm. Đó, rất là khác biệt so với những dòng xe khác là trên khu vực bản táp lô này nó sẽ sử dụng vật liệu nhựa. Nhưng mà Mazda 3 thì họ sử dụng cái chất liệu là da mềm, khi mà chúng ta ấn vào nó sẽ bị lõm như này. Đấy, điều này thì nó mang tới chúng ta cái gì? Đó là khi mà chúng ta chạm vào, chúng ta sờ vào những chi tiết này, nó tạo lên sự êm ái và tăng cái khả năng cái âm. Đó là cái chi tiết mà những dòng xe Hàn nó không mang lại cho anh chị được. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu chống chói chỉnh điện ở phía trên này. Đấy, cửa sổ trời. Được chưa ạ? Vâng, một chiếc xe phân khúc hạng C thì không thể thiếu những tính năng như vậy. Và tiếp tục thì các bác có thể thấy ngay kể cả cái ghế da của chiếc xe này thôi. Họ thiết kế với một cái form dáng rất là thể thao hiện đại. Đấy, kể cả những cái đường may các chị thấy này. Đó. Ở giữa sẽ có những cái lỗ thông hơi giúp cho chúng ta ngồi vào sẽ mang tới cảm giác thoải mái, mát mịn mà không bị nóng bí. Đúng không ạ? Đấy, và các anh chị có thể nhìn cả ghế da bên phía phụ kia. Và tình trạng ghế da thì cũng còn rất là tốt. Và một chiếc xe 2017 mà không xuất hiện nhiều những vết nhăn. Cái dòng này thì nhược điểm của nó là ghế da sẽ nhanh nhăn rất là nhanh. Nhưng mà đây anh chị thấy này, một chiếc xe 2017. Đấy, nhưng mà đến bây giờ tình trạng ghế da như này phải nói là còn rất đẹp so với những chiếc Mazda 3 cùng đời. Đó. Và các anh chị có thể thấy ngay kể cả khu vực bảng tappi cánh cửa của chiếc xe này. Đó, và họ cũng sử dụng vật liệu là da mềm này. Đấy, và da xịn sò cao cấp ở phía dưới đây kết hợp với những đường thêu chỉ. Đấy, hai tông màu. Đấy, nhựa bóng, được chưa ạ? Đấy, những chi tiết sơn chrome. Đó, điều đó nó làm cho cái không gian nội thất của chiếc xe nó tạo điểm nhấn cũng như là tăng cái sự hiện đại và trẻ trung. Xe cũng được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và gập gương tự động rồi. Và đây khi mà chúng ta các bác ngồi vào trong cái vị trí lái thì quý anh chị sẽ thấy, vâng, em thể nổ máy. Vâng, các bác thấy này, máy nổ cực êm. Đấy, xe mới lăn bánh chuẩn có 5 vạn 2 thôi các bác nhá. Và những thông số hiển thị trên màn đồng hồ trung tâm thì rất là sắc nét. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí. Đấy, đầy đủ rồi, được chưa ạ? Đó, rất là sắc nét và tích hợp cả cam lùi. Khi chúng ta vào số lùi thì đây, các anh chị thấy là hiển thị rất đẹp và rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đó, và một lần nữa thì các bác có thể là thấy những chi tiết ở trên khu vực bản tappi táp lô nó đẹp, nó xuất sắc nhỉ. Đấy, những chi tiết mạ chrome hay là khu vực chúng ta điều chỉnh hệ thống điều hòa,
Ở dưới này thì các bác sẽ có một cái đầu DVD giải trí anh chị nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái lúm xoay để điều chỉnh các cái thông số ở trên cái màn hình giải trí. Đấy, tăng giảm âm lượng thì ở đây rất là tiện lợi đúng không ạ? Và đây cần số thì nó quá đẹp rồi, không có gì phải bàn cãi về chất lượng chiếc xe này cả. À, vâng, và con này thì như em nói là bao zin cho các anh chị toàn tập. Vâng, bao zin từng con ốc để cho các bác yên tâm. Vậy tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì sao? À, một mẫu xe phân khúc hạng C thì nó sẽ mang từ chúng ta một cái không gian nội thất nó rất là rộng rãi đúng không ạ? Với hàng ghế này thì các bác ngồi 3 người lớn vẫn thoải mái. Và cái khoảng để chân thì các anh chị để ý là nó cũng rất là rộng. Đó, chúng ta sẽ có những cái chuyến đi thực sự là êm ái và dễ chịu khi mà các anh chị ngồi lâu. Đấy, và các bác một lần nữa cũng có thể thấy được cái chất lượng ghế da hiện tại của xe này ra sao ở hàng ghế thứ hai. Đó, nó cũng còn rất đẹp. Và có lẽ là với cái hàng ghế này thì các bác về chỉ cần đánh xi thôi. Và chúng ta đánh xi thì nó sẽ giúp da ghế nó mềm và nó sẽ bóng đẹp trở lại. Đúng không ạ? Và ngay bảng tapi cánh cửa hàng ghế sau để cho quý anh chị có thể thấy được cái độ đẹp của chiếc xe này. Và không bàn cãi về chất lượng, và tất cả tình trạng xe đều được showroom kênh xe đam mê cam kết là zin tuyệt đối. Và tiếp tục với cái phần cốp phía sau của xe này, phải nói là nó còn quá mới các bạn. Các anh chị nhìn ngay kể cả cái lớp nỉ đây. Đấy, và mới tinh, không có những vết bẩn nào cả. Đấy, và con này thì đây chỉ sau này. Đấy, các anh chị thấy là zin tuyệt đối các bác nhá. Đấy, em quay để các anh chị thấy những cái lỗ này nó bị méo chẳng hạn thì nó sẽ là một cái mẫu xe bị va chạm, bị đâm đụng. Nhưng mà những cái lỗ nó tròn đều như này. Đấy, và những cái đường chỉ nó phải đều đặn như này thì nó sẽ chứng tỏ là xe nó còn nguyên bản. Và tiếp tục thì các bác sẽ có một cái cốp phía sau đựng khá là nhiều hành lý đúng không ạ? Và chất lượng thì các bác cũng thấy rồi. Đấy, cái lớp nỉ gần như là mới tinh. Và đây em có thể lật cho các bác để kiểm tra thêm cả cái lốp dự phòng phía sau, phía bên dưới. Đó, và tất cả đều nguyên zin 100% các bác nhé. Vâng, con này thì nó quá đẹp rồi, không có gì bàn cãi về chất lượng cả. Vậy thì để tiếp tục đánh giá được chất lượng của chiếc xe này, xin mời các anh chị hãy cùng em đi tới khoang động cơ, cỗ máy và trái tim của xe xem hiện trạng của nó ra sao. Vâng, và bây giờ là khối động cơ 1.5 với công nghệ Skyactiv nổi tiếng của Mazda. Với công nghệ động cơ này thì khẳng định luôn với các bác là cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe này nó chỉ rơi vào cỡ khoảng 6,5 cho đến 7 lít rưỡi cho 100 km đường hỗn hợp thôi các anh chị nhá. Đó là công bố của nhà sản xuất. Một mẫu xe phân khúc hạng C mà tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì phải nói gần như là Mazda 3 là cái mẫu xe tiết kiệm nhất trong phân khúc hạng C hiện nay, đúng không ạ? Và đây, đấy, các bác có thể ngắm nhìn cỗ máy của chiếc Mazda 3 này. Và tất cả những cái mẫu xe mà bên em bán ra thì các anh chị có thể yên tâm tuyệt đối, vì bên em đều cam kết với các bác là máy số của những chiếc xe này là zin nguyên bản. Và chiếc xe này cũng không phải là ngoại lệ. Đấy, con này thì phải nói là quá đẹp luôn. Và em có thể mở cái lắp này ra để cho anh chị chúng ta thấy được ngay từ những con ốc dàn cò đây. Các bác thấy này, đấy, không có một cái dấu vết vặn gì cả, nó vẫn còn ánh lên 7 màu. Và da máy thì tươi. Đấy, những tem mác, các bác nhìn ở phía đây, tất cả đều nguyên bản 100% anh chị nhá. Các bác nào mà chúng ta chưa yên tâm thì quý anh chị có thể đem đi check chính hãng toàn quốc. Và tất cả những sản phẩm bên em các bác có quyền đi check hãng toàn quốc. Đấy, và lỗi các anh chị trả xe bên em hoàn tiền. Được chưa ạ? Đấy, và một lần nữa thì các bác có thể thấy, vâng, em quay sâu vào bên trong đây để cho các bác có thể ngắm nhìn cỗ máy của xe này, hay kể cả từ những cái tấm cách âm của lắp cabo của xe này nó cũng còn trong tình trạng hoàn hảo như mới từ trong hãng đi ra vậy. Đấy, đây là ốc capo các bác nhá, chưa có một cái dấu vết vặn gì cả. Vâng, phải nói là về chất lượng thì chúng ta đã quá ok với chiếc xe này rồi. Nhưng còn một cái điều nữa để có thể khẳng định cái chất lượng hiện tại của xe ra sao mà nhiều bác khi mua xe đã qua sử dụng chúng ta hay bỏ qua, đó chính là cái phần gầm. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay, xin mời các chị hãy lán lại để chúng ta đi đến phần gầm của chiếc Mazda 3 bản sedan 2017 đang có mặt tại showroom bên em, để có thể đánh giá được cái chất lượng chính xác nhất của xe này hiện tại ra sao trước khi các bác quyết định có nên mua hay không anh chị nhá. Vâng, và vậy thì quý anh chị cũng đã cùng em đánh giá chi tiết về chất lượng chiếc xe này ra sao rồi, và các bác cũng đã có câu trả lời cho chiếc xe này đúng không ạ? Và ngày hôm nay với một cái mức giá vô cùng tình yêu dành cho bác nào hợp với một cái màu xanh Kawasaki phải nói là vô cùng đẹp mắt đến từ thương hiệu Mazda, như chiếc Mazda 3 bản Philip 2017 này, thì quý anh chị ta chỉ cần bỏ ra số tiền 530 triệu đồng các anh chị nhá. Đấy, con này thì bên em còn có thể hỗ trợ trả góp cho các bác khoảng 50 đến 60% giá trị xe.
Và cái việc hỗ trợ trả góp thì bên em có thể thực hiện trên toàn quốc. Vậy thì anh chị nào yêu mến, và các bác hãy nhấc máy ngay bây giờ trực tiếp alo cho em Phúc theo số hotline 0935 32333. Đấy, hoặc đến trực tiếp với địa chỉ của showroom cây xe Đam Mê ở số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cũng như là cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ, và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những lần giới thiệu xe tiếp theo.